nôn rồi. Để từ từ thôi. Trời ơi, vuốt cái mái tóc, vuốt tóc dữ anh lắm. Chị ơi, dạ. Rớt đồ kìa. Đâu? Tại chạy lẹ quá, coi chừng rớt đồ thôi, nhắc đâu, gì đó mà. Tưởng tưởng đâu rớt vàng lụm. Chưa mà chưa có tiền sao rớt. Để chào cái nè. Xin mời. Dạ, Lê Trang xin... Lê Trang sẽ chào quý vị khán giả, chào MC Bạch Công Khanh. Và đội của em đã bàn bạc rất là kỹ lưỡng và xét về cái tuổi thanh xuân. Thì đội của tụi em tên là 17 18 hết. Là 1718. Không, đội người ta tên 17, 18 chứ 17 ngôn ngang gì. 17 có nghĩa là đây là 17 tuổi. Tuổi 17 à. Tại vì á, là Khanh quên rồi. Sao? Quên rồi cái ngày nào tụi mình, cái năm 17 tuổi mình quen à, nhau đó. Do 17 tuổi. Do 17 tuổi, à. Là bắn ráp. Đó là bài hát thôi. Đạp kêu, Trang ơi 17 tuổi đi em. Là 17, 10 năm sau vẫn là 17. Là dính cái tên đó luôn. Dính luôn 17 luôn à. Là bây giờ gặp anh Trung nữa, anh Trung xem nhau. Nhiều khi mình phải sống đúng với độ tuổi của mình nha anh. Là 18 tuổi đó. Không phải chỉ cần mái tóc là có thể tin điều đó nha anh. Rồi chốt lại nha, 17, 18. Dạ, 17 gạch cái 18. Ok, đồng ý luôn, xin giới thiệu đội 17, 18. Dạ, khó quá, không biết là ngày hôm nay tham gia cuộc thi này họ mang được bao nhiêu tiền về. Chứ nãy giờ làm khó MC lắm rồi. 17, 18. Tôi hứa luôn, chút xíu nữa gặp các câu hỏi, câu nào tôi cũng làm cho mọi người phân tâm. Wow, cậu ba, đừng có như vậy, tụi em còn nhỏ lắm cậu ba. Cậu phải thương tụi em mới đúng chứ. Ủa, vậy là các bạn quên rồi, các bạn nhớ cậu ba mà các bạn không nhớ đúng độ tuổi của cậu ba. Cậu ba mấy tuổi? 16. Em thương anh thương chị đi. Em ba. Em ba. Bé ba. Ơi. Chị hai ở nhà chị hai thương cưng nhất á. Dạ. Mấy phim của cưng chị vót cho cưng không đó. Dạ. Vót tên là vô te là vót á. À, mà đến nay em vẫn chưa có cái giải nào luôn. Ủa chị vót anh em xui chứ phải tại chị. Thôi được rồi, nói tới đây là chúng tôi cũng đã thấy được cái độ duyên dáng, cái sự thú vị của cặp đôi này rồi. Rất là dễ thương. Dạ, đó. 17, 18 thân mến. Ê. Dễ thương là có rồi đó. Dạ. Tuổi thì cũng trẻ rồi đó. Dạ. Có cái gì dễ thương hơn để tặng cho khán giả không? Có chứ. Xin mời. Dạ. 57 tuổi em đi lấy chồng, trong nhà đục chiều phần gái sang sông. Rap luôn. Ngày xưa lấy chồng thì buồn, ngày nay không lấy còn buồn hơn xưa. Hey, hey. Đu đưa không phải là hư, đu đưa là để mình đi lấy chồng. Hey, để lấy chồng. Anh đã bao nhiêu bến mộng trong đời, mà Trang bên đục tình Trang nằm ngồi tiêm nhang lá đổ một chiều. Gió mưa tiêu điều Trang xót xa nhiều áo. Mọi người có để ý không? Hình như cô dâu này ăn hơi nhiều đậu phộng ha. Khen quá khen luôn. Lần trước nhớ trong hơn mà. Tại vì á, hồi nãy trước khi lên đây ăn xoài chấm muối nhiều quá. Còn đủ tôi ăn nữa. Thưa quý vị, hai đội chơi đã ra mắt với quý vị rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đón xem chương trình đêm nay để xem cuộc chiến của họ kịch tính như thế nào. Hãy bắt đầu năm vòng vàng kỳ ảo. Một bên 10 triệu, còn một bên thì 6 triệu đồng. Bên kia được 10 triệu thì bên đây phải 7 triệu. Tại sao? Tại vì nãy phân tích đúng, anh mới khen em thì mới được 1 triệu tiền phân tích đúng. Anh rút tiền túi ra để cho em yên tâm. Anh có gài MC hoài trời. Chương trình này là MC làm gì đam mê thôi. Thiệt không? Yeah. Sao thấy mỗi xong chương trình thấy mua căn nhà vậy? Bậy bạ. Thưa quý vị, chúng ta cùng bắt đầu vòng thứ 3 của chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo.